cả nhà hết nha. Mình đang ngồi ở Xéo Xéo với lại Hotel Đầu Viên Maggie On Viên là tòa thị chính đó cả nhà. Bên này là dãy phố Bạch Tâm Măng, ở chính giữa là Hotel Đầu Viên, tòa thị chính ở thành phố Cam Ve nha cả nhà, tòa thị chính lớn nha, làm giấy tờ làm này nọ là lại đó, container, xe container nó án ngang rồi. Học sinh giờ này ra trường. Chỉ thấy học sinh giờ còn người đi dạo thì cũng ít nha cả nhà. Bốn giờ nha cả nhà. Nhà thấy con chó dễ cưng nha. Đó, đó. Học sinh đi nha. Còn những người đi dạo thì ít nha cả nhà. Đây học sinh nó ra về á. Vừa đi làm ra ngồi ở đây để review cho cả nhà mình thấy thành phố vắng tanh. Đầu dưới không có ánh sáng tại vì không có ánh nắng nó dọi vô. Còn ở bên Mary thì nó có ánh nắng nè cả nhà thấy không? Xe buýt mà không phải xe buýt của mình. Ở bên kia là cái bãi parking để người ta đậu xe. Đậu xe đó thì phải trả tiền nha cả nhà, chứ không có đậu không. Đó, SAMU, xe cứu thương Hồng Hợp Tự đang chạy lẹ để cấp cứu người á cả nhà. Lâu lắm rồi mình mới ngồi ở đây nha, tại bữa nay trời thứ nhất là có nắng không có gió, thứ nhì là bớt lạnh, cho nên mình ngồi ở đây để review khỏi đi. Đi thì nó rung rinh cho cả nhà thấy, xe chạy qua chạy lại, người đi qua đi lại. Nhưng mà học sinh thì xe học sinh sinh viên nhiều hơn. Cái tòa nhà Bạch Tâm Măng bên đó đẹp không cả nhà? Đó, xe cứu thương cũng đi ngang đi qua.
nếu mà mình đậu xe lâu đó, mình để xe mấy tiếng đồng hồ thì tiền nhiều nha cả nhà. Còn như mà mình đậu chừng 5 phút, 3 phút thì không có tốn tiền. Ông hôm lết đó cả nhà. Đó, ông đang kéo cái vỏ nè. Hôm lết nha. Ở đây á, người thiệp á, hôm lết nhiều lắm. Xe buýt tới nhưng mà người đi ngang qua thì nó phải ngừng cho người ta đi qua nha cả nhà. Chứ người ta không có chờ nó. Người ta đi qua là tất cả xe đều phải dừng lại hết. Đó. Người ta đi qua khỏi rồi xe mới chạy nha cả nhà. Ở bên đây luật giao thông nó như thế đó. Không có ai thì xe chạy. Mà có người băng qua đường á thì xe phải dừng lại cho người ta băng qua đường. Chứ xe không được chạy luôn. Còn ở bên Việt Nam mình nó chạy bú xu la mua, nó không cho ai qua đường hết, không cho ai dừng lại hết. Ở bên đây mà người ta băng qua đường mà không cho người ta băng qua đường á là không được. Bên này là người ta chạy đúng luật giao thông. Xe mô tô nó thấy người băng qua đường nó cũng phải dừng lại luôn. Chứ không có nói nó chạy. À, tới con chó nhỏ xíu nè, nó bận cháo ấm. Ở đây thấy xe qua lại, cả người ta qua lại nữa, thấy vui vui. Còn về nhà, rút ở trong nhà, không thấy xe, không thấy người hết, buồn. Nhưng mà ra ngoài đây, bệnh hoạn ra đây cực chẳng đã đi làm nha cả nhà. Nếu mà không có đi ra phụ bán hay ra bán tiệm thì ở nhà rồi. Thì mình đi làm ngoài Catholic là ngày thứ ba và ngày thứ sáu. Cả nhà mình có xem á, thì thứ ba mình không có nhà để trả nợ cho cả nhà, xem cho cả nhà được. Và ngày thứ sáu thì một tuần mình làm được 2 ngày, 3, 6. Còn những ngày khác thì mình ở nhà. Thì ở nhà mình sẽ xem trả lại cho cả nhà hết nha. Cả nhà thấy xe qua lại không nhiều không? Đó. Sinh viên học sinh không nha cả nhà, mà bên này là học sinh á, nam nữ gì nó cũng chà bá lửa mà nó cao nhồng à, chứ nó không có nhỏ xíu như bên Việt Nam mình đâu nha. Thôi mình chào cả nhà hả Trang, và mình lại đang chạm cho biết để xe buýt nó tới mình đi lại không kịp nha cả nhà. Chào cả nhà hết nha. Ồ quá. Wow.